gái cô gái Việt Nam đây. Bây giờ ở xung quanh mình có rất là nhiều bạn mặc đồ bà ba, cô tê cũng mê xíu muộn xỉu luôn. Đây chỉ là bộ đồ ngày hôm qua vào ngày mùng 2 tháng 9 á, thì nhà phát hành đã gửi tặng cho tất cả người chơi là người Việt Nam này mọi người. Mọi người đã nhận chưa? Mình phải công nhận một điều là cái bộ đồ này nè mà mặc đông ấy, với lại đội cái nón á thì nhìn siêu là cô tê luôn. Và bây giờ chắc là cả nhà cũng đang nghỉ lễ để chuẩn bị bước vào một năm học mới đúng không nè. Mình chúc cho các bạn sẽ có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui trước khi vào một cái năm học mới nha. Hôm nay ở trong video này chúng mình sẽ cùng nhau đi tham quan một số cái nhà mà mình thấy mấy cái nhà này làm siêu là đẹp luôn, mà lại còn là cực kỳ Việt Nam nữa chứ. Bây giờ thì cùng theo chân mình vào đi nha. Ngôi nhà đầu tiên chính là thiết kế kiểu giống như là cái lăng bác á, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đó mọi người. Và xung quanh thì thấy có cây này, có cả bản đồ Việt Nam, có Hoàng Sa Trường Sa, rồi có cả một cái lá cờ siêu là to nữa. Thì đây là nhà của một bạn có tên là cậu Bon. Cái bạn này ấy, thì bạn ấy xây cái lăng chủ tịch đó ở trong cái nhà 54K. Chúng mình sẽ cùng đi khám phá xem á là chi tiết nó sẽ là gì nha. Cái này thì mình thấy người ta xây ở đằng sau nè, giữa mấy cái quả núi ấy. Ở đằng trước thì mình sẽ có là một cái sảnh vào nè, với lại cây cối, nói chung chắc là để ngồi chơi á. Mình sẽ có là mấy cái chú bảo vệ mặc đồ lính này. Rồi còn có hai cô tiếp tân mà đeo kính khá là ngầu nữa chứ. Mình sẽ có cái cổng vào nhưng mà thật ra là không vào được mọi người ạ. Đây chỉ là mô hình thôi hay sao ấy. Và theo đầu tiên lúc mình tưởng là đây là một cái tòa nhà, hóa ra nó chỉ là một cái bức tường thôi. Và mình thấy xây như thế này thì cũng khá là dễ. Cái này chỉ là xếp khối thôi mọi người ạ. Nên là bạn nào mà muốn xây kiểu lăng chủ tịch ấy thì có thể là thử nghe. Bởi vì là cái này mình thấy nó cũng dễ, nhưng mà chắc là cũng tốn khá là nhiều tiền ấy, vì mình thấy sẽ tốn rất là nhiều khối. Cái mà khó ở xây cái này mình nghĩ chính là cái lá cờ với lại cái bản đồ Việt Nam mọi người ạ. Bởi vì nhìn thì dễ thế thôi, nhưng mà thật ra lúc xây sẽ tốn rất là nhiều khối ý. Với lại mọi người phải xếp kỹ lắm ấy, nó mới ra được cái bản đồ Việt Nam ấy. Thì đây chính là một cái gợi ý cho bạn nào mà muốn xây một ngôi nhà mà có tất cả các cái giống như là mấy cái công trình ấy mà đậm chất Việt Nam nha. Ở phía bên này thì mình thấy bạn ấy có để mấy cái đồ trang trí nội thất này. Nhưng mà hình như cái này bạn ấy để, bạn ấy chưa kịp decor nhà hay sao ấy. Mà mình thấy bạn ấy chỉ có xếp hết ở đây thôi. Và có rất là nhiều đồ luôn, mình thấy cũng có nhiều đồ của mùa VIP này. Rồi cũng có đồ của sự kiện nữa, nói chung là rất là nhiều, rồi cả đập hộp nữa. Cũng toàn là đập hộp mà ra toàn là mấy cái nịt như này. Toàn là đồ trang trí nội thất thôi. Mình nghĩ là bạn ấy chưa có decor cái nhà này xong á. Nếu mà bạn nào mà muốn tham quan cái lăng chủ tịch á thì mọi người có thể vào nhà của bạn này và xem nha. Mình thấy nó cũng khá là độc đáo á. Và bây giờ hãy tiếp tục theo chân mình để đến với lại ngôi nhà thứ hai nha. Ngôi nhà này cũng độc đáo y chang như ngôi nhà đầu tiên và nó còn bự hơn nữa. Thì đây cũng là một cái lăng bác mọi người ạ, với lại bản đồ Việt Nam siêu là xịn. Và ở bên cạnh là một cái lá cờ Việt Nam siêu là to ở phía bên cạnh nữa. Cái nhà này nhìn một cái là thấy đẹp liền rồi mọi người. Mọi người chấm cái nhà này mấy điểm. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá từng cái chi tiết của cái ngôi nhà siêu là đẹp nha. Đây là một ngôi nhà của bạn có tên là Nâu Bé Xuống mọi người ạ. Và cái nhà này là cái nhà 700 đá quý. Bạn ấy dành nguyên một cái biển để xây lăng bác luôn. Lăng bác bây giờ được chuyển ra biển rồi. Nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Và kiểu nhìn nó kiểu hoành tráng ấy. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái khuôn viên nè. Ở khuôn viên này có rất là nhiều mấy cái con mannequin á, mấy cái bạn mà mặc đồ áo dài đứng luôn. Thì đây chính là cái bộ áo dài mà ở trong cái sự kiện mà câu hộp ở năm ngoái ấy. Năm nay vào dịp lễ mùng 2 tháng 9 á, mình cứ tưởng đâu nhà phát hành lại ra lại cái sự kiện là câu hộp áo dài Việt Nam, nhưng mà lại không có, rất là tiếc luôn. Và bạn này có rất là nhiều cái đồ ở sự kiện câu hộp năm ngoái luôn nè. Cái lá cờ siêu to khổng lồ thì mình thấy hình như bạn ấy xây bằng mấy cái tấm ván ấy mà để chơi bắt cua ấy mọi người. Và mấy cái thanh mà nhảy bắt cua mà người ta bán ở trong phần trò chơi á là màu vàng á, thì bạn ấy xếp thành một cái lá cờ to này, to mà gần bằng cái tòa nhà này luôn. Còn đây chính là cái không gian chính ở cái tòa nhà nè. Mà tiếc cái mình cũng không có vô được luôn. Chắc đây là những cái nơi linh thiêng nên là không có cho vô đúng nè. Mình sẽ có là một cái cầu thang để đi lên. Bạn ấy có cho bọn mình lên lầu để đi tham quan xung quanh cái lăng bác này mọi người. Có hai ông bà béo đang đứng nhảy ở đằng trước nè. Ở đây thì có đèn nữa nhưng mà mình không hiểu tại sao mình lại không mở được ấy.
Và đây á, cũng là cái mô hình thôi mọi người ạ. Nhưng mà cái mô hình này thì là mô hình 3D nha. Còn hồi nãy á, là cái nhà đầu tiên mình đi thăm á, là nhà bạn đó là chỉ là cái bức tường thôi. Còn đây á, là nguyên một cái lăng luôn. Chỉ có là tụi mình không vô được ở bên trong thôi à. Ở phía trên keo thì có chữ Hồ Chí Minh nè, với lại có một cái lá cờ siêu là to nữa. Ở phía trong á, thì nó là trống nha mọi người. Mình thấy cái nhà này xây còn tốn cả khối hơn cái nhà vừa nãy rất là nhiều luôn. Và mình nghĩ là xây cái này cũng mất khá là nhiều thời gian á, bởi vì nó là nguyên một cái công trình lớn luôn mà. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là không thể thiếu được bản đồ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Sẽ có là ba cái ngôi sao tượng trưng cho là ba cái thành phố lớn nhất, là Hà Nội, Đà Nẵng với lại là thành phố Hồ Chí Minh nè. Và không thể thiếu nữa đó chính là Hoàng Sa và Trường Sa, là đảo của Việt Nam. Đấy mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Ở đằng trước này mình còn có cả một cái hồ sen nữa này. Nhưng mà hơi lạ nha, là cái hồ sen, cái mấy cái cây sen này nó lại mọc ở biển. Ảo thật đấy. Bữa nay là sen được vác ra biển luôn rồi. Nhưng mà mình thấy nếu mà xây ở biển như thế này nhìn nó cũng kiểu lạ và đẹp đúng không nè. Mọi người cho cái nhà này bao nhiêu điểm? Chứ mình á là mình sẽ cho cái ngôi nhà này là 100 điểm, bởi vì nó quá là đẹp rồi. Chắc là các bạn ấy phải mất khá là nhiều thời gian để xây á. Và bạn nào á mà muốn decor cái nhà của mình á, là giống như là nguyên một cái nhà á, là toàn là mấy cái công trình mà nổi tiếng của Việt Nam á, thì mọi người có thể học tập theo cái bạn bé xuống này nha. Thì mình định dẫn mọi người đến một cái nhà hàng nào đấy đậm chất Việt Nam để ăn uống, nhưng mà kiếm hoài không thấy. Vì vậy nên á, mình sẽ dẫn cả nhà vào một cái nhà hàng sushi nha. Và đây là một cái ý tưởng decor cũng rất là độc đáo đối với những bạn nào ấy mà thích mở nhà hàng sushi. Vì vậy nên mọi người hãy cùng theo chân mình khám phá cái nhà hàng sushi rất là Nhật Bản này nhá. Khi bước vào trong khuôn viên của cái nhà hàng ấy thì mình sẽ có là một cái quầy. Cái quầy này người ta gọi là counter bar á, giống như là cái quầy để ngồi xong rồi đầu bếp làm sushi cho mình ăn ấy. Nhưng mà bạn ấy thì vẫn chưa có đặt lên. Rồi mình có một cái quầy để tính tiền này. Ở đây thì mình sẽ có những cái bàn ghế mà để cho khách ngồi dạng như là ngồi bề để ăn sushi nè. Và mình sẽ có một cái đĩa sushi siêu là ngon luôn, với lại 8 loại sushi khác nhau. Mọi người thích ăn sushi nào nhất? Mình đó là mình thích tất cả các loại luôn, bởi vì cái nào nó cũng ngon hết trơn ấy. Và theo như mình thấy thì cái chỗ mà ngồi ăn sushi sẽ được chia nhau bởi một cái tấm rèm bằng tre nè, và có hai bên của thực khách ngồi. Rồi đây là một cái quầy trung tâm nè, phía bên đây thì mình sẽ có là bàn ghế để cho đối với những bạn mà đi kiểu đông ấy. Mình thấy có cả chỗ để bỏ thịt nướng nữa. Có khi nào ở cái quán này vừa bán sushi vừa bán thịt nướng không? Thì tuy đây là một cái không gian sushi rất là bé bé thôi, nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp ấy mọi người ạ. Nhưng mà tiếc một cái đó là mình không có thấy tên nhà của cái bạn này ấy. Vì vậy nên á, mình đi mình theo dõi bạn mình đến á, nên là mình cái tên nhà của bạn này khó kiếm quá. Để khi nào mình kiếm được tên của bạn ấy thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận cho mọi người nha. Và đây là những cái mẫu nhà rất là độc đáo và đẹp, và trong ngày hôm nay mình đã review cho mọi người xem á. Nếu như các bạn mà có cái nhà nào mà đẹp á mà muốn mình đến á, thì mọi người có thể để lại bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ đến nhà của từng bạn để tìm ra những cái ngôi nhà và đẹp nhất và độc đáo nhất nè. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui. Hẹn lại cả nhà ở các video tiếp theo nha. Bye bye.